có em biết rồi, mà chỉ lấy cũng hướng dẫn rồi. Cái vấn đề là ngoài những cái chuyện cơ bản nha, chút tiểu rồi phân tích tế bào hóa ngoại di rồi kia nọ rồi ha, chức năng thận rồi cũng chung như vậy rồi, nó là cái đánh giá. Cái vấn đề nữa đó là vấn đề quan trọng nhất, đó là cái vấn đề siêu âm. Siêu âm nó là cái rất là đơn giản để chúng ta để chẩn đoán được cái độc hại tổn thương của cái thiết bị. Thứ hai, siêu âm nó thì nó cho ta biết là cái này cũng như cái này đó. Chứ là nó biết được cái gì cũng nhất là cái đầu tiên của siêu âm. Thứ hai nữa là có thể nó sẽ thấy được những cái hình ảnh, cái chế độ của sản phẩm và tiêu liệu, ví dụ như tổn thương quản, tổn thận, tổn đại 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 thận. Cái này đó này nó có cái lợi nữa là có thể đối với những cái tổn mà nó không cảm quan, dù là nó ít nha, chừng khoảng 5% thôi cũng có thể thấy không cảm quan. Tuy nhiên nó bất lợi đó là những cái siêu âm nó thì cái phần của cái che nó có nhiều khi những cái sỏi nhiều khoảng và một ba giữa và dưới nó thấy nha. Đó, tình trạng cái này là rất rõ. Alo, khí ở ruột của siêu âm cao thì mình thấy đó, khí ở ruột có hạn là cái con khó hạn là cao, mình đã phải được cơ quan nghi và nó phải được một số cơ quan nghi và nó